Ngày 6 tháng 8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết vết nứt, lúng đất trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tổ dân phố chính, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục lan rộng và nghiêm trọng hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường một phần đường đã bị sạt trượt xuống triển dốc bên dưới sâu gần 3 mét. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng chục mét. Phía bên dưới khu vực sạt trượt này hiện nay có hàng chục nhà dân. Ông Nguyễn Văn Tân, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Thành cho biết, khi phát hiện khu vực có hiện tượng nứt gãy đất, chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ 16 hộ dân cùng toàn bộ tài sản ra khỏi vùng sạt lở. Hiện nay, nhiều nhà dân tại khu vực bị sạt lở đã bị hư hỏng do đất đùm lên. Chúng tôi cũng cảnh báo người dân không được tiếp cận hiện trường nhằm đảm bảo an toàn chờ cơ quan chức năng có hướng xử lý tiếp theo. Như Sài Gòn Giải phóng đã phản ánh, sáng ngày 1 tháng 8, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, xuất hiện vết nứt, lún đất, độ rộng vết nứt từ 20cm, 40cm, vết nứt kéo dài khoảng hơn 10m. Cùng với đó, nhà của một số hộ dân phía bên dưới khu vực sạt lở đã có hiện tượng lún đất, nứt toát. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã di dời người, tài sản của 16 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, ngành chức năng cũng tổ chức rào chắn, cấm biển cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường xảy ra sụp lún trên. Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở. Chiều ngày 6 tháng 8, ông Thò Bá Rê, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Rẻo Cao Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trong ngày, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn gây ra. Mấy ngày qua, do mưa lớn kéo dài nên nhiều nơi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Trên tuyến đường từ thị trấn Mương Xén đi xã Mương Tiếp xuất hiện nhiều đoạn sạt lở trong đó có bốn điểm sạt lở nặng, đất đá từ trên núi tràn xuống lấp kín đường, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Ngoài tuyến đường Mừng Xén, Mừng Tiếp, trên quốc lộ bảy đoạn từ Mừng Xén đi cửa khẩu Nậm Cắn cũng xảy ra sạt lở khiến các phương tiện qua lại hết sức khó khăn. Trong khi đó, do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao nên một đoạn bờ sông Nậm Nơn qua bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, bị sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở này ăn sâu vào bản, đe dọa an toàn người và tài sản. Trước tình hình đó, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người dân đã chặt tre nứa, đóng bao cát, phủ bạc để ngăn chặn sạt lở. Tại xã Mỹ Lý, ngoài bản Yên Hòa bị sạt lở, một số bản khác như Cha Nga, Sóc Dương cũng bị chia cắt tạm thời do mưa lớn. Tại xã Bảo Thắng, chính quyền địa phương đã phải thông báo, nhắc nhở người dân các bản Ca Gia, Thà Vạn, Sao Va không nên đi lại vì các mối nguy hiểm do mưa lớn có thể gây ra thì cái sự cố mà thiên tai thì vấn đề không ai muốn nhưng mà sau khi bắt đầu chớm ở trên đường sau cái xảy ra sự cố thì dưới sự chỉ đạo của đảng ủy cũng như ủy ban nhân phường rồi ủy ban nhân thành phố là cũng triển khai vận động và di dời trước mắt là di dời con người và di dời toàn bộ mười mấy hộ dân đi chỉ trong vòng một buổi sáng đó. đó là vấn đề đầu tiên để đảm bảo về con người thì sau đó là các lực lượng và các ban ngành các cái tổ chức chính trị trên địa bàn là bắt đầu mới tập hợp lại là mới uh, tổ chức cho bà con di dời về vấn đề tài sản thì tới giờ phút này là cơ bản là con người cũng như tài sản đã không còn ở trong nhà nữa rồi uh, và chính quyền uh, ở đây thì uh, ủy ban nhân thành phố cũng đã xuống uh, rồi cũng có uh, hỏi thăm thăm hỏi và có quà để động viên bà con trong giai đoạn di giờ nói chung là